bánh mượt chợ câu, bao đời nức ngơ tiếng Kỳ Châu quê ở mình. Dẻo thơm bánh mướt buổi chiều, bánh đá buổi ở sáng, mua nhiều đi anh. Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay Thu Trang sẽ dẫn quý vị và các bạn đến thăm một cái làng nghề khá là nổi tiếng ở xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đó là làng nghề bánh đá, bánh mướt chợ câu. Bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá một cái quy trình làm bánh đá truyền thống ở xã Kỳ Châu. Được lâu chưa chị? Cũng khá lâu rồi em ạ. Cô Lê đã khoảng 20 năm rồi đó. Vậy thì chị có thể chia sẻ bí quyết làm sao để có ra một bánh tráng thành phẩm vừa ngon vừa chất lượng đúng không ạ? Nói chung là cái bánh ấy này hẳn cũng rất là cao kỳ em ạ. Muốn làm được một cái bánh để dùng ngon thì đảm bảo là phải trời nắng, phụ thuộc vào trời, trời thì phải nắng. Thế là gạo là phải ngon, phải sạch, dùng được. Chờ bánh đi vào các công chức. Khi trắng mình để lên ngừa hắn khỏi dính miến á. Như mình phải trở lại để cho nó khô và tròn cái bánh. Thường thì mình phơi như thế này thì khoảng bao lâu thì được gọi là bánh đủ đồ để đưa vào thành phẩm ạ? Trời mà nắng thêm một buổi mà con nó trời mà nhìn nhìn thì cả ngày. Thì cũng mình bằng nồi đất rồi cũng mình bằng truyền thống, nhưng mà kiểu một thời đại mùi lên mùi khác thì nhà chị chuyển sang hợp tác xã đầu tư bộ máy móc các thứ công nghệ cao hơn, thì nói chung là nói không với tư than củi, thì chỉ dùng bằng điện, quạt cũng bằng điện mà tráng máy cũng bằng điện.